Chỉ đàn ông yêu đậm sâu mới hỏi phụ nữ những câu này. Chỉ những người đàn ông tử tế, yêu thật lòng mới hỏi bạn câu này. Phụ nữ khôn ngoan nên biết, để giữ thật chặt đối phương, tuyệt đối không được buông tay. Dưới đây là những câu hỏi đàn ông tử tế luôn dành cho người phụ nữ mà họ yêu thương, thật tâm, thật dạ. Chị em nên biết để giữ chặt đối phương. Thứ nhất, có bao giờ em nghĩ về anh khi chúng ta không ở cạnh nhau không? Người đàn ông yêu thật lòng thường hỏi câu này để xem vị trí của mình trong lòng bạn lớn như thế nào. Họ muốn biết khi cả hai không ở gần nhau, bạn có nhớ đến họ hay không? Hoặc khi cả hai không gặp mặt, bạn có quan tâm họ hay không? Họ hỏi câu này vì sợ đánh mất bạn, sợ vị trí của mình trong lòng bạn không đủ lớn, sợ bạn sẽ bị nhiều thứ sao hoa khác cám dỗ. Nếu có được kiểu đàn ông này bên cạnh, hãy biết trân trọng, bởi vì không phải ai cũng sợ mất bạn, không phải ai cũng quan tâm đến suy nghĩ của bạn nhiều như thế. Thứ hai, em thích mẫu đàn ông như thế nào? Chỉ khi yêu sâu đậm, đàn ông mới hỏi bạn thích mẫu người như thế nào. Họ muốn thăm dò cảm xúc cũng như sở thích của bạn để hướng bản thân theo hình mẫu đó. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết một điều, đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ cố thay đổi bản thân theo những gì bạn thích. Còn người không yêu thật lòng, họ sẽ chẳng quan tâm đến bạn thích gì. Nếu đối phương luôn hỏi bạn thích mẫu người nào, bạn hãy hiểu rằng anh ấy đang rất quan tâm bạn, hoặc thường xuyên hỏi bạn thích gì, ghét gì, chắc chắn đã say bạn như điếu đổ. Vì chỉ khi yêu thương thật lòng, cả hai mới hỏi những cảm xúc của nhau. Thứ ba, em nghĩ gì về anh? Đây là câu hỏi tỏ tình gián tiếp. Khi đã xác định bạn là người có thể chung sống cả đời, đàn ông sẽ đặt ra câu này để thăm dò ý kiến cũng như tình cảm của bạn. Họ dùng câu hỏi này để đo lường mức độ tình cảm của bạn dành cho họ như thế nào. Còn người chỉ vui chơi qua đường, họ sẽ chẳng quan tâm bạn nghĩ gì về họ. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy giữ người yêu thương mình thật lòng, đặc biệt là người hỏi những câu trên. Bốn sai lầm trong cuộc đời nhất định bạn đừng bao giờ mắc phải. Trong cuộc sống mỗi chúng ta, ai cũng có ít nhất một lần sai lầm, nhưng nhất định đừng bao giờ để bản thân mắc phải 4 sai lầm này nếu không muốn bản thân trở thành một người tiêu cực. Thứ nhất, lời nói không nên tùy tiện. Người xưa có câu, nói chuyện với người thiện lòng ấm như chăn, nói chuyện với kẻ ác lòng đau như dao cắt. Trong cuộc sống, trình độ nói có thể quyết định chiều cao cuộc sống của một người. Lời nói của một người ẩn chứa số phận của họ. Cái miệng chính là phong thủy tốt nhất. Nói lời khôn ngoan thì thêm bạn, nói lời ngạo mạn chỉ thêm thù. Người trí tuệ biết lúc nào nên nói, lúc nào nên dừng, hiểu cách giữ thể diện cho người khác. Nhờ vậy mà giữ cho cuộc sống của mình được bình yên. Thứ hai, luôn phàn nàn và tiêu cực với mọi vấn đề. Trong cuộc sống, luôn phàn nàn hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực, làm tiêu tán đi phúc khí và năng lượng tích cực của bản thân. Những so sánh bên ngoài không những là nguồn gốc khiến tinh thần chúng ta rối loạn và khó chịu, mà còn khiến hầu hết mọi người đánh mất chính mình và che lấp đi trái tim ban đầu. Thường xuyên phàn nàn oán trách sẽ trở thành thói quen xấu, khiến chúng ta chỉ biết quy lỗi lầm cho người khác hoặc cho chính vấn đề đó, nhưng lại bỏ qua những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân. Phải chịu cố gắng, đến khi gặp thất bại lại không nên oán trách người khác, than phiền về sự việc đã xảy ra, bởi nó sẽ không thể giải quyết được gì ngoài đẩy câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Thứ ba, đừng so sánh mình với người khác. Không nên lấy điểm mạnh của những người khác rồi so sánh chúng với điểm yếu của chính bản thân. Đa phần chúng ta đều thi thoảng như vậy, thích so sánh mình với mọi người. Thậm chí một số người còn rất thường xuyên. Thực tế là bạn có thể thấy đây là sự so sánh không công bằng. Chỉ bởi vì những khuyết điểm của bản thân mình không có nghĩa là bản thân không đủ năng lực. Thay vào đó, nếu nhìn vào những điểm mạnh của mình, những thứ phù hợp, thì bạn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mà mình có thể làm cho người khác và cảm thấy hạnh phúc. Nhận ra những điểm mạnh và xác định được giá trị của bạn là điều cực kỳ quan trọng, vì nó chính là một trong những chiếc chìa khóa dẫn tới thành công. Thiếu khả năng này, bạn sẽ thiếu động lực và không còn tin vào bản thân mình nữa. Thứ tư, luôn hối tiếc những thứ vô nghĩa. Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ không ít lần chúng ta phải sống trong hối hận, hối tiếc về điều gì đó. Nhưng mỗi chúng ta hãy nên học cách tự chấp nhận vượt qua, bởi trong cuộc đời này không ai bán thuốc hối hận, chỉ khiến bạn thêm dằn vặt bản thân mình. Hãy giữ cho bản thân sự tỉnh táo trước nỗi buồn. Có thể nói, thứ khó phục hồi nhất trên thế giới chính là trái tim con người. Đặc biệt là trong thế giới cảm xúc, thứ vô dụng nhất chính là hối hận. Hối hận không thể giúp bạn thay đổi câu chuyện, cũng không thể bù đắp những lỗi lầm mà bạn đã gây ra trong quá khứ. Vì thế hãy nên suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra một quyết định nào đó, học cách chấp nhận những lỗi lầm, khắc phục hậu quả và tập trung vào tương lai. Bảy điều khiến đàn ông xúc động. Phụ nữ dại quăng cục lơ, phụ nữ khôn rất tinh ý. Người đàn ông thường dễ xúc động bởi những điều này. Phụ nữ khôn ngoan luôn tinh ý nên được yêu thương, còn đàn bà dại lại vô tâm không để ý. Dưới đây là những điều đàn ông dễ xúc động, phụ nữ nên biết để giữ lửa hôn nhân, đặc biệt là để con giáp thứ 13 không có cơ hội chen vào hạnh phúc của bạn. Thứ nhất, khi vợ chủ động chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ lửa hôn nhân, dù cưới lâu hay chỉ mới cưới. Thỉnh thoảng bạn nên chuẩn bị những bữa tiệc bất ngờ để cùng chồng ôn lại kỷ niệm xưa. Hành động nhỏ này sẽ khiến đàn ông cảm thấy xúc động, say mê, vợ hết lòng và không bao giờ có tư tưởng ngoại tình. Thứ hai, khi vợ làm chồng vui vẻ, cười tươi mỗi ngày. Đàn ông cần một người vợ lạc quan, yêu đời. Ở bên người có suy nghĩ tích cực sẽ giúp họ giải tỏa được những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thế nên, đàn bà khôn ngoan hãy tạo không gian thoải mái cho chồng mỗi ngày. Đừng càm giảm gây thêm nhiều áp lực cho người bạn đời của mình. Thứ ba, khi vợ giúp chồng cảm thấy tự tin hơn. Điều phụ nữ cần trong hôn nhân đó là sự quan tâm, yêu thương từ chồng. Còn điều đàn ông cần là sự hiểu chuyện của người phụ nữ. Họ cần một người vợ có thể giúp mình tự tin hơn mỗi ngày. Muốn làm được như vậy, phụ nữ hãy khen ngợi khi chồng thành công trong việc gì đó. Vì những lời này sẽ giúp anh ấy có thêm động lực và hiểu được giá trị của bản thân. Thứ tư, khi bạn hài hước làm anh ấy cảm thấy thoải mái. Người phụ nữ trong hôn nhân đừng quá cứng nhắc, khô khan, không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Lâu lâu, bạn nên kể những câu chuyện hài hoặc tinh nghịch, đùa giỡn để chồng cảm thấy thích thú. Vợ đừng lúc nào cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, hãy dịu dàng khi cần và kiên định khi muốn. Thứ năm, khi bạn thành thật với chồng. Người đàn ông trong hôn nhân cần người vợ thành thật với mình. Họ ghét nhất việc bị phản bội, thế nên sẽ không chấp nhận bất cứ người nào cắm sừng hay nói dối mình. Vì thế, sự trung thực của phụ nữ luôn khiến đàn ông cảm động và trân trọng điều này đến cố suốt đời. Thứ sáu, khi bạn thẳng thắn. Phụ nữ đừng vòng vo, hãy nói thẳng vấn đề bạn đang bức xúc. Nhờ đó chồng sẽ nhận ra bản thân sai ở điểm nào, đồng thời hiểu được tâm tư tình cảm của vợ mà không cần đoán giả đoán non. Thế nên, phái yếu có gì cứ nói thẳng, đừng để đàn ông phải đau đầu vì những câu nói như anh yêu em thì phải hiểu chứ. Thứ bảy, khi bạn an ủi chồng. Đàn ông có rất nhiều lúc áp lực trong cuộc sống. Họ cần có một người ở bên cạnh an ủi, động viên để vượt qua khoảng thời gian tồi tệ. Do đó, vợ hãy ở bên chồng khi anh ấy cần. Có vậy mới giữ được hôn nhân bền vững lâu dài.